Chào quý vị và các bạn, cảm ơn quý vị và các bạn đã trở lại với Cadence Channel. Xin chào các bạn, hôm nay Cadence Channel trở lại để chia sẻ với các bạn những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay là ngày Chủ nhật, ngày 26 tháng 4 năm 2020. Sau đây xin mời các bạn cùng nghe chúng tôi chia sẻ nhé. Thì cái tin tức mà chúng tôi thấy là nên chia sẻ với các bạn ngày hôm nay đó là ai sẽ thay Kim Jong-un tiếp quản Bắc Triều Tiên? Em gái của ông hay là người khác? Thì cái thông tin này làm dấy lên một cái sự lo ngại về tương lai của Triều Tiên khi mà ông Kim Jong-un chưa có chỉ định cụ thể về người thừa kế hoặc là kế vị mình, theo báo New York Post cho hay. Gia tộc Kim đã lãnh đạo chính quyền và cai trị Triều Tiên trong hơn 70 năm qua. Theo truyền thống thì quyền lực tối cao sẽ được chuyển giao cho con trai của nhà lãnh đạo nước này. Tương tự như cách thức của ông Kim Jong-un tiếp quản đất nước từ cha của mình. Ông Kim Jong II là khi cha ông qua đời vào năm 2011. Tuy nhiên nhà lãnh đạo 36 tuổi này hiện không có con trai trưởng thành. Vì vậy, nhiều nguồn tin đánh giá là anh trai và em gái của ông Kim Jong-un là những lựa chọn rõ ràng nhất cho vị trí kế nhiệm này. Theo một báo cáo điều tra từ National Interest, năm 2019 thì ông Kim Jong-un có một người em gái tên là Kim Yo-jong. Bà là thành viên cấp cao của Đảng Lao động Triều Tiên và được coi là người phụ nữ có quyền lực cao nhất nước này. Bà từng là giám đốc nhân viên và đặc biệt thân thiết với người anh trai cầm quyền của mình. Hiện bà là giám đốc bộ phận tuyên truyền quốc gia của Triều Tiên, giữ vai trò bảo vệ hình ảnh cho anh trai của bà là ông Kim Jong-un. Tuy nhiên, nền chính trị của Bắc Triều Tiên còn tương đối bảo thủ. Vì vậy, việc một phụ nữ lên nắm quyền lãnh đạo tối cao sẽ khó có khả năng xảy ra, dù cho người đó có khả năng tốt hay quyền lực tới đâu. Như vậy thì chỉ còn một ứng viên tiềm năng khác, đó là ông Kim Jong-chol, là anh trai của ông Kim Jong-un. Trước đó, ông Jong-chol đã không được lựa chọn khi cha của hai người cân nhắc lựa chọn người kế vị. Bản thân của ông Kim Jong-un cũng không coi người anh trai là mối đe dọa cho quyền lực của mình, bởi bản thân ông Kim Jong-chol không có hứng thú với việc kế vị hay nắm quyền lực tối cao. Ông Kim Jong-un gần đây đã không tham dự lễ sinh nhật của ông nội là Kim Nhật Thành vào ngày 15 tháng 4, khiến dấy lên một cái đồn đoán về sức khỏe của ông. Trước đó 4 ngày thì ông có tham gia một cuộc họp của chính phủ. Theo đánh giá từ các chuyên gia thì lý do khiến ông Kim Jong-un vắng mặt trong buổi đại lễ năm nay là để tránh việc tụ họp đám đông do ảnh hưởng của virus Vũ Hán. Dù trước đó nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên liên tục khẳng định rằng nước này chỉ có duy nhất một ca nhiễm viêm phổi Vũ Hán. Nhà phân tích quốc phòng cấp cao thuộc Viện Nghiên cứu RAND Corporation là tiến sĩ Bruce Bennett đã cảnh báo nguy cơ Triều Tiên sụp đổ có thể xảy ra nếu ông Kim Jong-un qua đời bất ngờ do biến chứng y khoa. Điều đáng lưu ý là sự sụp đổ này có thể đi kèm theo bạo lực và biến động đáng kể. Và ông Bennett còn đưa ra lời cảnh báo rằng sự sụp đổ của chính quyền dòng họ Kim tại Triều Tiên có thể gây ra nhiều bất cập đáng lo ngại cho láng giềng của nước này, đặc biệt là Trung Quốc và Hàn Quốc, đối với các vấn đề như người tị nạn, yêu cầu kinh tế, sự ổn định khó khăn và cả sự trả thù của Bắc Triều Tiên. Cũng trong tin tức ngày hôm nay thì chúng tôi xin được chia sẻ với các bạn 5 quốc gia sẽ phục hồi nhanh nhất sau đại dịch. Thì cái đại dịch viêm phổi Vũ Hán này đã gây ra một cái sự bất ổn chưa từng thấy đối với nền kinh tế toàn cầu, với việc là các nước trên thế giới phải gồng sức chống lại tình trạng truyền nhiễm lan tràn và thực hiện các chính sách giãn cách xã hội trên diện rộng và cố gắng can thiệp vào tài chính từ rất sớm nhằm có thể bình ổn được thị trường. Vì sao mà tỷ lệ tử vong do virus Vũ Hán này mỗi nước mỗi khác? Tuy việc tìm cách khống chế cuộc khủng hoảng y tế tức thời là điều có ý nghĩa sống còn và cần thiết để có thể ổn định kinh tế,
Nhưng các chuyên gia nay đã bắt đầu đánh giá bức tranh phục hồi khi virus được khống chế và những quốc gia nào sẽ trở lại đà phát triển tốt nhất. Để hiểu rõ hơn vấn đề thì chúng tôi đã xem xét chỉ số khả năng phục hồi toàn cầu vào năm 2019 do hãng bảo hiểm FM Global đưa ra. Theo đó, xếp hạng khả năng phục hồi của một kia môi trường kinh doanh trên 130 quốc gia dựa trên những yếu tố như là ổn định chính trị, quản trị doanh nghiệp, mức độ rủi ro của môi trường và nguồn cung ứng và yếu tố minh bạch. Thì kết hợp với các bảng xếp hạng này thì với cách phản ứng ban đầu của mỗi quốc gia đối với đại dịch thì chúng tôi đã xác định được các quốc gia có nhiều khả năng duy trì được sự ổn định và khả năng phục hồi trở lại nhanh chóng sau cuộc khủng hoảng này. Chúng tôi đã nói chuyện với cư dân và các chuyên gia ở những nước này để tìm hiểu cách họ thích nghi với tình thế hiện thời và những mong đợi của họ trong thời gian sắp tới. Thì thứ nhất là nước Đan Mạch, đứng thứ hai trong bảng xếp hạng. Đan Mạch đã đạt điểm cao nhờ chủ động được chuỗi cung ứng và có mức độ tham nhũng thấp. Nước này cũng đã hành động nhanh chóng khi ban hành các biện pháp giãn cách xã hội trước sự lây lan của virus. Đan Mạch tuyên bố đóng cửa trường học và các doanh nghiệp tư nhân không thiết yếu vào ngày 11 tháng 3 và không cho công dân nước ngoài nhập cảnh kể từ ngày 14 tháng 3. Đan Mạch có ít ca dương tính với viêm phổi Vũ Hán. Các động thái này đã cho thấy tính hiệu quả cao. Bệnh cúm theo mùa đã giảm 70% so với năm ngoái. Đó là chỉ dấu tốt về tác dụng của các biện pháp mà chính phủ áp dụng. Rasmus Aarup Christiansen, thành viên điều hành của hãng Pitsup Tours có trụ sở tại Copenhagen, nói rằng lúc đầu thì tôi hoài nghi, nhưng khi chứng kiến việc hầu hết các quốc gia khác đã thực hiện các bước tương tự như là phong tỏa hoạt động và đóng cửa biên giới, thì ngay sau Đan Mạch thì tôi thấy có vẻ như chính phủ đã làm đúng. Văn hóa Đan Mạch, theo đó người dân có xu hướng tin tưởng vào chính quyền và sẵn sàng sát cánh vì một mục đích chung, cũng có tác động đến hiệu quả của các biện pháp chống dịch. Từ Samfund sinh trong tiếng Đan Mạch có nghĩa là ý thức xã hội hay là bổn phận dân sự, là một từ mới trở nên thông dụng ở Đan Mạch trên cả phương tiện truyền thông, báo đài và mạng xã hội. Hầu hết mọi người đều cảm thấy về mặt đạo đức là mỗi người cần có trách nhiệm hy sinh những nhu cầu cá nhân vì sức khỏe cộng đồng. Ông Aarup Christiansen nói, không ai muốn bị chỉ đích danh là kẻ gây nguy hiểm cho sự sống của người cao niên chỉ vì khăng khăng không chịu từ bỏ những thói quen xa xỉ từ ngày của mình. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là Đan Mạch không tồn tại những thách thức. Aarup Christiansen đã tận mắt chứng kiến doanh số hoạt động du lịch của công ty của ông rất là giảm mạnh. Trong lúc đánh giá cao các gói hỗ trợ tài chính của chính phủ được công bố vào ngày 14 tháng 3, thì ông thấy các quy định và hướng dẫn vẫn chưa đầy đủ, dẫn đến tình trạng bấp bênh và nhiều nhân viên mất việc làm. Các biện pháp như trả 90% tiền lương cho các nhân công làm việc theo giờ và 75% lương cho những người được hưởng lương tháng đã bị ảnh hưởng bởi đại dịch, đang được ca ngợi giống như một mô hình đáng học tập đối với các nước khác trên thế giới. Về cơ bản thì đây là hình thức đóng băng nền kinh tế cho tới khi bão tố lắng xuống. Tuy nhiên cái giá phải trả cho mô hình này không hề rẻ. Các biện pháp đó được trông đợi là sẽ ngốn hết khoảng 13% tổng thu nhập quốc gia, tức là GDP đó. Mô hình này còn có ý nghĩa ở chỗ đây là một cuộc khủng hoảng toàn cầu và không nghi ngờ gì khả năng phục hồi của Đan Mạch chắc chắn sẽ phụ thuộc vào cách mà phần còn lại của thế giới thích nghi và mở cửa giao thương ra sao. Đan Mạch có thể được lợi thế tương đối bằng cách tránh được một số hậu quả nghiêm trọng hơn. Ông Christiansen cho biết, trên thực tế, nước này đã bàn về cái việc nới lỏng một số hạn chế trước lễ phục sinh dựa trên kết quả kiềm chế được dịch tính đến thời điểm đầu tháng 4, theo tường thuật của Bloomberg. Việc lĩnh vực dược phẩm của Đan Mạch phát triển tốt có thể là một lợi thế. Aarup Christiansen nói, tuy nhiên tôi sẽ không thấy vẻ vang gì nếu kinh tế Đan Mạch tốt hơn nhờ vào việc các quốc gia khác còn đang phải chịu đựng khó khăn. Và quốc gia thứ hai là Singapore. Singapore đã đạt chỉ số xếp hạng cao do có nền kinh tế mạnh và rủi ro chính trị thấp, cơ sở hạ tầng tốt và mức độ tham nhũng thấp trong cuộc khảo sát, khiến nước này được lên vị trí thứ 21 trong bảng khả năng phục hồi tổng thể. Singapore cũng hành động nhanh chóng trong việc kiềm chế virus và đã đạt được một những đường
đô thị diễn biến đại dịch phẳng nhất. Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào chính phủ của mình, vốn tương đối minh bạch về mọi đường đi nước bước nhằm chống lại dịch bệnh này. Cư dân Constantin, người làm việc cho nền tảng phân tích dữ liệu Conai, nói nguyên tắc chung là chính phủ đề ra quy định gì thì chúng tôi tuân thủ quy định đó. Nói như vậy thì nhưng mà vẫn có những người phớt lờ nguyên tắc và Singapore đã tịch thu hộ chiếu, thẻ lao động của những người vi phạm. Theo tường thuật hôm 21 tháng 3 của kênh thời sự Channel News Asia. Nói chung thì chúng tôi đồng lòng cùng nhau và chúng tôi không cần phải lo lắng về tình trạng bất ổn xã hội, người chết trên đường phố hoặc kinh tế xáo trộn. Ông Tan này ông nói như vậy. Là một nước nhỏ như Singapore phụ thuộc vào sự phục hồi của phần còn lại của thế giới để có thể trở lại đà phát triển thành công nhất. Nhưng người dân nơi đây thường tin vào sức mạnh tương lai của nước mình. Là một người dân giống như mọi nơi khác, tôi nghĩ rằng việc sống sót qua đại dịch này sẽ khiến tất cả chúng ta trở nên kiên cường hơn. Và ông Justin Fong này ông nói là một điều chắc chắn là cần phải áp dụng công nghệ để mang lại hiệu quả tốt cho người dân Singapore. Thứ ba là nước Hoa Kỳ. Để khảo sát được các cái vùng địa lý rộng lớn của Hoa Kỳ thì quốc gia này đã được thành các khu vực miền Tây, miền Trung và miền Đông. Nhưng nói chung Hoa Kỳ đều có xếp hạng tốt, lần lượt là 22, 9 và 11 trong môi trường kinh doanh rủi ro thấp và chuỗi cung ứng mạnh. Việc làm sao để kiềm chế virus này lây lan là một cái thách thức ở các siêu đô thị giống như New York, và tỷ lệ thất nghiệp đã tăng lên mức lịch sử, chủ yếu là do tác động của lệnh phong tỏa bắt buộc được áp dụng đối với hơn một nửa các tiểu bang. Nhưng chính phủ Hoa Kỳ cũng hành động nhanh chóng với việc thông qua các biện pháp kích thích để ổn định nền kinh tế và áp dụng chính sách giãn cách xã hội ở nhiều nơi trong cả nước. Điều tỏ ra đã có tác dụng làm giảm lây lan của virus, cho phép là phục hồi kinh tế nhanh hơn. Các tổ chức tài chính như Goldman Sachs và Morgan Stanley dự đoán là sẽ xảy ra một cuộc suy thoái và một cuộc phục hồi hình chữ V với những tác động tiêu cực tức thời lớn chưa từng thấy. Chúng ta đã thấy đáy của chữ V khủng khiếp thế nào trong những ngày qua, nhưng sự phục hồi sẽ tương đối nhanh trong các quý cuối năm. Các chuyên gia tư vấn như McKinsey thì có một cái nhìn thận trọng hơn, nhưng vẫn đưa ra quan điểm lạc quan về sự phục hồi dựa trên việc thực hiện thành công các biện pháp y tế công như phong tỏa tại chỗ và các chính sách can thiệp như gói kích thích 2.000 tỷ đô la đã được công bố, mà có thể là sẽ còn có các biện pháp, các chính sách khác nữa được đưa ra trong các bước tiếp theo. Mỹ có vị trí rất quan trọng đối với nền kinh tế chung, chiếm gần 1/4 GDP của thế giới. Sự phục hồi của nền kinh tế toàn cầu phụ thuộc rất nhiều vào đường đi nước bước của Mỹ. Nói chung, so với các nước khác trên thế giới, thì nền kinh tế Hoa Kỳ có vị trí tốt hơn để phục hồi sau những cú sốc lớn và những thay đổi dài hạn. Dân số trung bình trẻ hơn và dễ huy động hơn nhiều so với các phần còn lại của thế giới. Các hạn chế đối với thị trường lao động, thị trường là nhẹ nhàng hơn, cho nên nước Mỹ có thể dễ dàng tái phân bổ nhân lực. Ông Eric Sim, giáo sư kinh tế tại Đại học Notre Dame nói, Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ và Ngân hàng Trung ương Anh Quốc, cả hai định chế này đều chưa đưa ra chính sách áp dụng mức lãi suất âm, có tiềm lực tài chính hùng hậu hơn trong việc hỗ trợ tiền tệ so với các ngân hàng trung ương khác trên thế giới. Chẳng hạn như Ngân hàng Trung ương Châu Âu, ECB, hoặc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản. Và để tăng cường hơn nữa sức mạnh phục hồi của Hoa Kỳ, thì chính quyền liên bang đã đề xuất chia cả nước thành các khu vực khác nhau. Theo đó, các vùng bị ảnh hưởng ít hơn bởi đại dịch sẽ được phép hoạt động làm ăn như lúc bình thường. Và tôi nghĩ rằng những biện pháp này có thể áp dụng lâu dài để cuối cùng sẽ tạo điều kiện cho việc phục hồi kinh tế mạnh mẽ. Peter Odler, chuyên viên tại Viện Nghiên cứu Kinh tế Hoa Kỳ, là một tổ chức nghiên cứu tư vấn phi lợi nhuận nói, chúng tôi muốn có tiền, có hàng hóa, có dịch vụ lao động và muốn được thoải mái tự do đi lại, không chỉ trong nước mà cả quốc tế nữa. Sự thiếu hụt lĩnh vực chăm sóc sức khỏe phổ quát tại Hoa Kỳ là điều bị chỉ trích về năng lực xử lý khủng hoảng của chính quyền. Và là một vấn đề cần phải được xem xét đến khi người ta cân nhắc tới khả năng phục hồi trong tương lai. Tôi nghĩ cuối cùng thế giới có thể bật dậy mạnh mẽ hơn sau đại dịch này. Và tôi tin rằng Hoa Kỳ cũng vậy, nhưng tất cả phụ thuộc vào những bài học kinh nghiệm mà chúng ta rút ra được. Ông Michael Merrill, kinh tế gia và là sử gia về lao động tại trường quản trị kinh doanh và quan hệ lao động Rutgers nói,
Chúng ta sẽ phải đầu tư vào các hình thức mới của lĩnh vực y tế công, tạo ra các hình thức bảo vệ xã hội bền vững và khả năng ứng phó tốt của các cơ quan này. Nếu chúng ta quay trở lại đời sống xã hội với các hoạt động thương mại dày đặc, liên kết đan xen mật thiết với nhau như chúng ta đã từng như thế chỉ mới một tháng trước đây. Nước tiếp theo đó là nước Rwanda. Chúng tôi tin rằng chính phủ Rwanda có khả năng sẽ xử lý tình huống tốt hơn nhiều so với chính phủ ở nhiều nước khác. Do những cải thiện gần đây trong lĩnh vực quản trị kinh doanh, Rwanda đã đạt được một số bước nhảy vọt cao nhất trong khi chỉ số xếp hạng trong những năm gần đây. Nước này tăng 35 điểm lên thứ hạng hiện tại với vị trí là quốc gia thứ 77 có nền kinh tế có sức bật tốt nhất thế giới và xếp hạng thứ 4 ở châu Phi. Quan trọng nhất là nền kinh tế này có vẻ đặc biệt thuận lợi để thoát khỏi đại dịch khi Rwanda đã ngăn chặn thành công Ebola bên ngoài biên giới khi dịch này bùng phát ngay tại nước láng giềng là nước Cộng hòa Dân chủ Congo vào năm 2019. Với sự kết hợp giữa hệ thống chăm sóc sức khỏe phổ quát, dùng thiết bị bay tự động để cung cấp đồ dùng y tế và kiểm tra thân nhiệt tại các cửa khẩu biên giới, Rwanda được trang bị tốt để duy trì sự ổn định trong suốt cuộc khủng hoảng, đặc biệt là khi so sánh với các quốc gia khác trong khu vực. Rất nhiều sinh viên nước ngoài như tôi ở lại vì chúng tôi tin tưởng rằng chính phủ Rwanda sẽ xử lý tình huống tốt hơn ở nước chúng tôi. Và nước tiếp theo đó là New Zealand, được xếp thứ 12 trong số các nền kinh tế có sức bật tốt nhất. Và New Zealand đã đạt điểm đặc biệt cao trong lĩnh vực quản trị doanh nghiệp và chuỗi cung ứng. Quốc gia này cũng đã điều chỉnh nhanh chóng để ngăn chặn sự lây lan của virus bằng cách đóng cửa biên giới với khách du lịch quốc tế vào ngày 19 tháng 3 và áp lệnh đóng cửa các hoạt động kinh doanh không thiết yếu vào ngày 25 tháng 3. Đây là một đảo quốc, New Zealand dễ dàng hơn trong việc kiểm soát biên giới và nguồn lây nhiễm virus chính. Vì vậy, việc đóng cửa biên giới hiệu quả có ý nghĩa quan trọng. Giáo sư Samuel Iekup, kinh tế gia tại công ty tư vấn Sensor Partners cho biết, so với các nước khác thì phản ứng ở New Zealand quyết liệt và dứt khoát. Theo tường thuật của báo Guardian thì các biện pháp này đã đem lại kết quả xứng đáng, vì một số nhà dịch tễ học thấy rằng New Zealand có khả năng trở thành một trong số ít các quốc gia còn lại có thể coi là bình thường và loại bỏ được tình trạng lây nhiễm bệnh nếu các biện pháp cứng rắn vẫn được áp dụng thêm vài tuần nữa trong tháng 4. Với du lịch và xuất khẩu là hai ngành trọng yếu của nền kinh tế, thì New Zealand sẽ phải đối mặt với các thử thách kinh tế trong thời gian tới, nhưng điều này không nhất thiết là chuyện xấu. Trong giai đoạn cách ly thì chúng tôi sẽ có thời gian để điều chỉnh lại. Ông Ron Boone, cư dân của Dunedin, giám đốc phát triển chương trình giảng dạy tại Đại học Bách khoa Otago nói: "Chúng tôi đã bắt đầu cân nhắc về tác động của những du khách đi cắm trại và du lịch ba lô đối với môi trường, và điều này cho chúng tôi thời gian để cân nhắc những gì quan trọng đối với làn sóng đô la đến từ du lịch." Thì nhìn chung nước này có vị thế tốt để phục hồi ổn định với mức nợ chính phủ thấp và khả năng áp dụng việc nới lỏng chính sách tiền tệ để giữ lại lãi suất thấp. Chúng tôi có ít ràng buộc hơn trong việc phải làm giảm nhẹ tác động của việc đối phó với đại dịch và nâng khả năng phục hồi. Thì ông Boone đã đồng ý rằng đất nước có khả năng hồi phục mạnh mẽ, giống như một gia đình sống cùng nhà, thì bạn phải tìm hiểu nhau, và ông nói đây là khoảng thời gian để ngồi xuống, giống như một gia đình New Zealand, bàn bạc xem chúng tôi muốn trở thành đất nước như thế nào, và đưa ra một số quyết định để làm cho chúng tôi mạnh mẽ hơn và tốt đẹp hơn. Đây là một cái bài tiếng Anh đã đăng trên BBC Travel. Đó là những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay xin được chia sẻ đến với các bạn. Thôi chào tạm biệt các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp nhé. Mọi ý kiến và đóng góp mong quý vị comment ở bên dưới. Xin chào và hẹn gặp lại.